Hello Xin. Where? Anh Xin ơi, ở đây là đâu dạ? 여기. 여기는 Times Square입니다. 아, 여기는 뉴욕 타임스퀘어입니다. 아, 아 타임스퀘어예요. 타임스퀘어, 뉴욕이. 어, 뉴욕 그건 아닌 것 같아. 또 뉴욕은 일본어. 그러니까 이 말을 이 말. 안에 좀 hiện đang Harry với chấm thành đang ở Times Square in New York. 봐. 좀 다른 건 팬메이크로 좀. About 4. Em thì đi lên đã tăng 2 ký nữa rồi đó. Dạ. Em đó là do em nghĩ. Trong nói thiệt đi. Em mập lên bóng cưng qua đúng không? Mọi người ơi, chồng mình nói vậy thôi chứ thực ra thì yêu thương mình rất là nhiều, hiểu không các bạn? Đây, cho các bạn thấy Times Square là gì. Và bây giờ chồng mình đâu rồi? Ok, ở bên kia rồi. Đây. Ê chồng ơi, thần tour cứ nhìn em hoài em ngại luôn á. Em biết em ngại luôn. Mà cô đồ sâu quá không ra thua. Ở đây có tour với Minnie Mouse. Rồi gì đủ thứ hết trơn luôn. Spider-Man ước nhẹp luôn kìa. Em không dám nhìn luôn á. Ôi, Spider-Man nó ướt nhẹp luôn kìa, quay sau lưng em kìa. Sau lưng em hả? Spider-Man nó ăn nhiều mà nó mập quá em ơi. Vậy hả? Nói chung là khu này nó dễ thương, nó đẹp quá à. Ôi, ướt nhẹp thiệt luôn á. Đây. Chồng ơi, ấy chà. Lần này chồng qua bên Mỹ, chồng gặp đi sao nè. Tốt nhiều tiền. Ngoài ra gì không? Để nói à? Và mập hơn nhiều. Tình cảm giờ chồng mình sao nè anh chồng? Vẫn vậy. Nó nồng nàn hơn cái gì khán giả ơi, đúng không? Ok. Đúng không chồng? Em muốn đi vậy cũng được. Ok. Thế vậy đó mọi người ơi. Thôi lần này mình sẽ đi sắp đi gì nữa. Thì có gì thì lúc đó chúng ta sẽ gặp lại quý vị khán giả ở Mỹ ha. See you. Bye bye mọi người. Hôn cái đi. Ở đây chưa ra một cái. Bye bye.